xe đạp lỡ đâm vào ô tô của người lạ, cháu trai bị dọa một trận sợ đến tím mặt. Làm nào? Hả? Ôi thằng này hỏng rồi, làm hỏng xe tao rồi. Lấy gì để xe ở đây, tao gọi công an lên. Này yên đấy, tao gọi công an lên. Này yên, tao gọi công an lên. Nha. Thế bây giờ làm nào? Mày cứ rung nữa, lại xước bây giờ. Nào, không rung nữa, để đấy. Bây giờ mày rung nữa, vỡ thì làm sao? Lấy làm sao được, để đây tao gọi công an lên. Theo đó, vào một buổi chiều đẹp trời, trong lúc được nghỉ học nên cu cậu này đã tranh thủ lượn lờ vài vòng cùng chiếc xe đạp chiến đét của mình. Tuy nhiên không biết là do chạy quá tốc độ rồi mãi bốc đầu hay tại cắm mắt vào nhìn các bạn khác mà thiếu niên nhi đồng này đã xảy ra một vụ va chạm kinh hoàng. Cụ thể là bánh trước của xe đạp đã đâm và mắc cứng vào đuôi của chiếc ô tô đang đổ đúng làn ở bên đường. Hậu quả khiến chiếc xe đạp dính chặt vào gầm ô tô, còn chiếc xe bốn bánh thì có xây xước nhẹ nhưng không đáng kể. Đúng lúc này, chủ xe đã có mặt kịp thời, nhận thấy ô tô của mình bỗng dưng bị một vật thể lạ va chạm, nên thanh niên đã quyết định dạy dỗ cháu trai một bài học nhớ đời. Theo đó, người này đã dọa cháu bé rằng phải đền tiền vì lỗi làm trầy xước xe ô tô, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là gọi phụ huynh lên, nếu không sẽ bị tịch thu chiếc xe đạp mà cháu đang đi. Nghe đến đây thì cu cậu mặt tái mét, tay chân run cầm cập vì lỡ gây ra chuyện động trời. Trong khi đó, thanh niên chủ ô tô thì cố mãi mới nhịn được cười vì trêu cháu bé một pha đến tận tới nhà. Nhà ở đâu? Nhà cháu ở phía trong kia. Trong nào? Trong. Thế đi xe không để ý à? Cháu đang quay lại xem của nó đi đâu. Thế bây giờ đâm vào đây thì hỏng xe làm nào? Hả? Gọi công an nhé. Thôi để gọi công an, mày gọi bố mẹ xuống đây để đèn lên như lên. Bố mẹ cháu đi làm hết rồi. Không biết, không thì để xe đạp ở lại đây. Gì? Thế cháu đi học rồi. Đi học, đi bộ đi, xong rồi ba tiền đúng đây. Đây. Sao? Cháu xin hả? Cháu xin. Lần sau đi phải để ý nhớ chưa? Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã để lại những bình luận hết sức hài hước. Anh trai không nhìn thấy xe của tập đoàn tài chính đấy ạ. Giám đốc thì thiếu gì tiền mà phải lo. Sau vụ này, không ai còn thấy cu cậu đạp xe ra đường thêm một lần nào nữa. Nhìn mặt cháu sắp khóc đến nơi mà buồn cười ghê. Chú đi xe lớn phải đền cho xe bé chứ. Cứ đợi đấy, cháu gọi bố ra thì không khéo chú phải xin lỗi đó nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.